Xin chào các bạn, tôi là kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền. Như các bạn đã biết, đặc điểm của khí hậu nước ta ở vùng nhiệt đới, gió mùa, độ ẩm cao, cho nên nồm ẩm thường xuất hiện. Và khi nồm ẩm xuất hiện trong các công trình thì nó sẽ gây mất thẩm mỹ của công trình, những vết loang lỗ trên bề mặt của vật liệu hoàn thiện, tuổi thọ công trình sẽ xuống cấp và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người sống trong không gian đó. Đây không những là vấn đề đau đầu của các chủ đầu tư, của các chủ nhà, mà là của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú tại thành phố du lịch, điển hình như thành phố Đà Lạt. Tình cờ tôi phát hiện một homestay tại thành phố Đà Lạt đã thoát khỏi nồm ẩm nhờ giải pháp chống nồm ẩm của Vĩnh Tường. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá Hana House đã lột xác như thế nào nhờ giải pháp chống nồm ẩm của Vĩnh Tường nhé. Một điều rất đặc biệt là Hana House nằm trên ngay vị trí dốc nhà bò nổi tiếng của Đà Lạt. Tuy nhiên, Hana House bị nồm ẩm rất nặng lại gây nhiều tốn kém chi phí để cải tạo mỗi năm vì không hiệu quả. Các bạn có thể nhìn thấy nồm ẩm tấn công hầu hết các căn phòng của Hana House. Vấn đề nồm ẩm đã gây đau đầu cho chủ nhà Hana House trong suốt nhiều năm liền, gần như rơi vào bế tắc. Cũng rất may các chuyên gia Vĩnh Tường đã xuất hiện. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại quá trình các chuyên gia Vĩnh Tường đã giải quyết bài toán nồm ẩm tại homestay này như thế nào nhé. Dạ anh Vũ. Chào chị. Dạ, được biết anh là đơn vị đã trực tiếp thi công để cải tạo lại công trình Hana House này, khắc phục sự cố nồm ẩm công trình. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình, giải pháp nào để anh áp dụng cho công trình này cũng như các công trình tương tự ở khu vực miền Bắc hay là các tỉnh vùng duyên hải cao nguyên của mình? Như truyền thấy, Việt Nam mình là một xứ nhiệt đới, độ ẩm rất cao cộng với mưa nhiều, dạ. Thậm chí có những lúc mưa hàng tháng trời lê lạnh sẽ bị tác động với sự thẩm thấu từ bên ngoài vào, dạ. Và gió nồm ẩm đẩy vào bên trong. Qua những cái công trình tới các vùng miền trên đất nước Việt Nam mình có rất nhiều cái phương án để giải quyết, nhưng mà tôi đã chọn cái phương án tốt nhất, nhanh nhất và bền vững nhất, đó là dùng cái khung xương và cái tấm ốp của Vĩnh Tường. Trước đây truyền thấy góc này con mình chọn hết, dạ. Hôm nay đã thành một cái góc hoàn thiện rất đẹp mà, dạ. Bề mặt thì láng bị góc cạnh khô ráo ra, khô ráo không có hơi ẩm nữa, dạ. Đây là một cái hiệu quả thực tế nhất để mà chúng ta thấy. Yeah. Sau khi chúng ta dùng cái giải pháp chống ẩm của Vĩnh Tường, không phải tác động nồm ẩm từ phía bên ngoài vào mà hơi nước từ bên trong ra, yeah. Thì chúng ta đã đưa một cái giải pháp của Vĩnh Tường đã từng thực hiện, yeah. Vừa được chống nồm ẩm, vừa được chống hơi nước từ trong khu vệ sinh ra. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ những gia đình đang lưu trú tại homestay này để xem những cảm giác của họ sau khi trải nghiệm ở homestay này như thế nào nhé. Dạ, khi bước vô phòng thì em thấy không gian ở đây rất là thoải mái, nhìn rất là đẹp và thoáng mát ạ. Đến lần thứ hai đến trải nghiệm thì em cảm thấy là wow, những cái bức tường rất là mới nè, rồi không có bị cái tình trạng là nồm ẩm cũng như là không khí thì trong lành hơn nè. Thì mình cũng là người cũng rất là quan tâm tới những cái mọi chi tiết của ngôi nhà. Sau khi tìm hiểu thì chủ Hana House có cho mình biết là họ đang sử dụng tất cả sản phẩm của thạch cao Vĩnh Tường. Thì kế hoạch sắp tới của hai vợ chồng là sẽ xây nhà mới và mình chắc chắn là mình sẽ sử dụng sản phẩm thạch cao của Vĩnh Tường để cho ngôi nhà của mình. Trăn trở rất là nhiều năm và khi tìm hiểu đến cái giải pháp chống nồm ẩm của Vĩnh Tường thì thật sự là khi sử dụng xong rồi thì em cảm thấy rất là hài lòng, vì cái thời gian thi công rất là nhanh, vì mình là một đơn vị lưu trú, thế nên là mình cần nhanh để mình đưa vào sử dụng ngay, thì cái phương pháp mình chỉ có tốn có 10 ngày thôi. Dạ, và sau đó thì là sơn phết lại và trang trí lại căn nhà thì chưa tới một tháng. Giải pháp của Vĩnh Tường ngoài khả năng chống nồm ẩm vượt trội còn có các tính năng ưu điểm sau: cách âm hiệu quả, phù hợp với các yêu cầu không gian lưu trú cần bảo đảm sự yên tĩnh, riêng tư. Giải pháp của Vĩnh Tường bền chắc, chịu lực cực tốt, đặc biệt đây là loại vật liệu nhẹ, thi công nhanh và không ảnh hưởng đến kết cấu của công trình. Không chỉ riêng cho các mô hình lưu trú như homestay, khách sạn mà tất cả các không gian sống khác như nhà ở, văn phòng cũng luôn được cần bảo vệ khỏi sự tấn công của thời tiết nồm ẩm. Không đợi đến khi cải tạo mà ngay từ lúc làm nhà, chúng ta hãy cân nhắc lựa chọn những vật liệu cho trần, tường ngăn nội thất để tiết kiệm chi phí và có một công trình bền chắc. Giải pháp chống nồm ẩm Vĩnh Tường, bảo vệ công trình của bạn khỏi thời tiết nồm ẩm, lựa chọn của chuyên gia và người sử dụng